Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Báo Hồng Audio à, Clip này à, giới thiệu với quý vị Các bạn à, một à, sản phẩm cực kỳ là hot đó là chiếc âm à, ly L505UX MK2 à, Cái sản phẩm này thì à, Trên thị trường à, đang làm cái model mới nhất của cái series 505 à, MK2 là model mới nhất Và giá bán mới thì đang à, Vào khoảng tầm 100 triệu đồng đó. Tuy nhiên thì một cái sản phẩm lướt và có đầy đủ uh, các cái uh, phụ kiện kèm theo máy và một chiếc máy cực kỳ đẹp tuyệt vời. Gọi là dùng lướt một chút xíu như này thì chúng ta tiết kiệm được gần một nửa. Đó, với báo Hồng Audio thì chỉ giao lưu với anh em mức giá là 55 triệu đồng thôi, cực kỳ là hợp lý cho anh em chơi nhá. Đây là một cái sản phẩm có thể nói rằng nó rất là ít mặc dù nhiều khi chúng ta có tiền chúng ta muốn mua nhưng cũng không mua được hàng siêu lướt như thế này đó. đương nhiên rồi nếu như, chúng ta mua hàng mới thì nó có sẵn thì em không nói nhưng để mua được một cái sản phẩm siêu lướt và giá hợp lý như thế này thì sẽ không có nhiều trên thị trường em xin nhắc lại là không có nhiều nhé đây là model thế hệ thứ hai của 505 UX nó cải tiến khá là nhiều chất lượng âm thanh cho trong trẻo sạch sẽ và rất là mềm mại à, lắp men 505 UX với giá bán tại báo hồng audio là 55 triệu đồng đó chúng ta rẻ hơn 45 triệu đồng so với chúng ta mua mới và vẫn được một chiếc máy tuyệt đẹp có thể nói rằng siêu siêu lướt nha anh em nhé siêu siêu lướt không một điểm trừ nào ở chiếc máy này cả đầy đủ điều khiển dây nguồn và phụ kiện theo máy zin chính hãng cho anh em luôn và một chiếc máy dùng cực kỳ ít và một cái đó, một cái sản phẩm rất là đáng chơi và hiếm có trên thị trường anh em nhiều khi chúng ta muốn mua nhưng sẽ không có dịp để chúng ta mua. Đó. Đó. Một cái sản phẩm này nó sản xuất năm 2018 thôi quý vị các bạn ạ, rất là mới. Đó. À, mặc dù là năm 2018 nhưng ví dụ như chúng ta năm 2021 là năm nay nhưng nếu như cái hàng mà đang bán năm nay thì nó phải là hàng sản xuất năm 2010 à, cuối 19 hoặc là trong năm 2020 thì đến năm 2021 mới bán ra thị trường. Đó nếu như là Uh, cái máy này sản xuất khoảng năm 2018 thì nó ra thị trường vào khoảng năm 2019 đó tức là nó dùng khá là lướt đó nhưng mặc dù là nó uh, ra đời uh, dùng khoảng những năm 2019 nhưng cái sản phẩm này tại sao em đánh giá được nó là dùng lướt cực kỳ ít và chúng ta có thể nhìn vào những cái rắc cắm những cái cọc loa những cái núm vặn những cái uh, kết nối dây dẫn chúng ta sẽ nhìn ra là một chiếc máy nào dùng nhiều hay dùng ít ngay. Đó, với cái sản phẩm này thì nó còn gọi là Cáo cạnh chính xác phải dùng từ cáo cạnh và không một điểm trừ ở trên chiếc máy này. Đó, và với cái mức giá thì lại cực kỳ tốt luôn. Đó, máy siêu siêu lướt mà rẻ được 40 mươi mấy triệu đồng rất là đáng chơi và rất là đáng sở hữu luôn nhé các bác nhé. Chiếc máy này thì không có gì để chê để phàn nàn để để chúng ta soi mói xem trừ tiền ở đâu cả bởi vì nó hoàn hảo. Hoàn mỹ, xuất sắc luôn thưa các bác. Đầy đủ điều khiển, phụ kiện, dây nguồn, tất cả đồ chơi cho anh em đầy đủ nhé. Và đặc biệt là cái mức giá cực kỳ êm là chỉ có 55 triệu đồng thôi. 55 triệu đồng. Đó, chúng ta uh, nên cân nhắc cái sản phẩm này. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.